những ngày cô thương trời độ chẳng hạn đấy, ví dụ đây ví dụ ngày hôm qua ăn kia đây, cô thương trời độ chẳng hạn, ví dụ thế, thì cô thương trời độ thì một ngày tiếp cận lên đến 4 triệu người. Một ngày tiếp cận được 4 triệu người là bao nhiêu đơn anh em nhỉ? Đây là page bán hàng nhé. Đây là page doanh nghiệp và vẫn bán hàng bình thường, chứ không phải là cái page làm cho chơi, làm cho vui. Nhưng mà thường thì đợt này mình không tập trung vào làm thủ thuật và làm kỹ thuật cho lắm. Bởi vì mình thấy rằng là như thế này các bạn ạ. Nói như nào nhỉ? Nói như nào nhỉ? Kiểu nó hơi phũ một tí. Nhưng mà mình thấy rằng là một năm làm quảng cáo không bằng một tháng làm truyền thông. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ bây giờ bạn chạy quảng cáo nhé, những anh em nào ở đây mà đang chạy quảng cáo trên 10 triệu một ngày có thể comment giúp mình số 1. Có nghĩa là chạy quảng cáo trên 10 triệu một ngày, bạn giúp mình comment số 1. Thử xem có bao nhiêu bạn ở đây đang là chạy ngân sách trên 10 triệu một ngày. Nào xin mời anh em coi như tương tác với mình đúng không? Coi nãy giờ mình nói chuyện với bạn, mình cố gắng giữ chân bạn ở lại với mình bằng cách là mời bạn bình luận cái, đúng không? Thế thì các bạn hình dung ra khi các bạn đang chạy quảng cáo ngân sách trên 10 triệu một ngày thì thực ra các bạn đang làm sao ạ? Các bạn đang tiếp cận được khoảng xấp xỉ khoảng 100.000 người một ngày. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây nó không phải là ở cái việc là bạn tiếp cận được bao nhiêu người một ngày, mà có những con số mà nền tảng nó sẽ ẩn đi. Có những con số mà nền tảng nó sẽ ẩn đi, ví dụ như là gì nhỉ? Để mình ví dụ cho anh em xem. Đây, ví dụ như con số này nền tảng sẽ ẩn đi. Các bạn thử vào trong fanpage các bạn nhé. Và các bạn xem là giả sử như mỗi một ngày các bạn tiếp cận được khoảng 35.000 người đi, ví dụ thế. Mình đã hiển thị trên nhỉ? À đây, đây rồi. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Anh em nhìn có rõ không? Anh em nhìn có bị khó nhìn không? Để mình thử view cho mọi người dễ nhìn hơn chút. Đây, đây là 28 ngày anh em nhé. Ví dụ, đây là fanpage mình 28 ngày, ví dụ thế. Một trong các fanpage của bên mình, đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy trung bình một ngày các bạn tiếp cận được khoảng độ 35.000 người, đúng không? Trung bình ngày nào cũng thế, mấy chục nghìn người một ngày. Được chưa? Nhưng các bạn nhìn nhé, cả một tháng, nguyên một tháng các bạn chỉ tiếp cận được 162.000 người mà thôi. Như vậy ở đây câu chuyện là các bạn không kiểm soát được và không khống chế được cái tỷ lệ lọc trong cả một tháng. Các bạn hãy thử mở fanpage các bạn ra, và anh em nào đang tiếp cận được trên 2 triệu người một tháng, comment cho mình là tao tiếp cận được trên 2 triệu người một tháng vào đây giúp mình. Mình tin rằng con số đấy hoàn toàn là không nhiều. Chứ còn nếu mà tính theo số lần hiển thị nhé, tính theo số lần hiển thị nhé, thì CPM các bạn là dưới 100.000 đúng không? Đúng chưa? Mỗi ngày các bạn chạy 10 triệu, một tháng các bạn chạy 300 triệu. Như vậy tính ra, tính theo số lần hiển thị thì các bạn sẽ phải tiếp cận được khoảng độ 1, phải hiển thị được khoảng độ 4 triệu lần trở lên. Nếu mà nói về hiển thị là hiển thị 4 triệu lần trở lên. Thế nhưng ai trong số đó của các bạn mà hiển thị được trên 1 triệu lần thì comment vào đây là tao hiển thị trên 1 triệu người, tao tiếp cận được trên 1 triệu người một tháng, thì comment vào đây giúp mình. Tôi tiếp cận được trên 2 triệu người một tháng, thì comment đây giúp mình. Cái con số mình có thể khiến các bạn sẽ kinh ngạc rất là nhiều, đó là một tháng các bạn hiển thị khoảng độ 4 triệu lần hiển thị, nhưng các bạn chỉ tiếp cận được con số vài trăm nghìn người thôi, đúng không? Vài trăm nghìn người. Đấy. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn tập trung vào làm nội dung và làm truyền thông, chăm sóc cho fanpage ấy, thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ có một cái lượng traffic tự nhiên rất là ngon. Nghĩa là gì? Không cần chạy quảng cáo đôi khi cũng vẫn ra đơn. Không cần chạy quảng cáo đôi khi vẫn ra đơn. Thế thì làm thế nào mà để không chạy quảng cáo mà vẫn ra đơn? Đúng các bạn? Bây giờ mà làm sao mà để không làm mà vẫn có ăn thì phải đi theo thầy Huấn đúng các bạn? Nhưng mà làm thế nào mà không chạy quảng cáo mà vẫn ra đơn? Thì đơn vị DC 3 độ NC bên mình tư vấn cho rất là nhiều các doanh nghiệp và cũng làm được cái việc này rất là tốt. Một trong những cái doanh nghiệp mà anh em cho mình sâu còn rất là nhiều doanh nghiệp anh em không cho mình sâu.
thì những cái doanh nghiệp anh em không cho mình sâu thì mình không dám sâu, nhưng mà những cái doanh nghiệp mà anh em cho mình sâu thì mình cũng xin phép là mình sâu một tí tẹo, mình xin phép sâu một tí tẹo thì mình chỉ tí tẹo thôi anh em ạ. Còn đến đoạn sau mà cái thông tin nó lộ nhiều quá là mình sẽ tắt đi anh em nhé, các bạn thông cảm với mình. Đây ví dụ như là 28 ngày số người tiếp cận là khoảng 15 triệu, số lượt tương tác khoảng độ 6 triệu. Thì các bạn hình dung ra là nếu mà thực sự ra để anh em mình chạy quảng cáo nhé, thì anh em chạy quảng cáo bao tiền để anh em tiếp cận được 15 triệu người? Chạy quảng cáo bao tiền tiếp cận 15 triệu người? Nó quá là kinh khủng. Và cái việc là nếu mức điều này cứ lặp đi lặp lại thì chỉ một thời gian ngắn là các bạn sẽ coi như là toàn bộ người Việt Nam biết đến thương hiệu các bạn. Đúng không nhỉ? Toàn bộ người Việt Nam biết đến mình. Và có những cái ngày cô thương trời độ chẳng hạn đấy, ví dụ ngày hôm qua hôm kia đây, cô thương trời độ chẳng hạn, ví dụ thế, thì cô thương trời độ thì một ngày tiếp cận lên đến 4 triệu người. Một ngày tiếp cận được 4 triệu người là bao nhiêu đơn anh em nhỉ? Đây là page bán hàng nhé. Đây là page doanh nghiệp và vẫn bán hàng bình thường, chứ không phải là cái page làm cho chơi, làm cho vui. Và traffic là traffic ra tiền anh em nhé, chứ không phải traffic là traffic không ra tiền, đúng không các bạn? Thì đấy là một trong những cái mà mình cho rằng là chúng ta nên suy nghĩ về điều này một chút. Và các bạn hiểu rằng là không có cái nền tảng nào mà có tỷ lệ chuyển đổi cao và ổn định như là Facebook. Cái thứ mà Facebook nó không ổn định ý, nó là traffic. Hôm qua bạn có thể tiếp cận được 100.000 người với ngân sách 10 triệu, nhưng mà hôm nay vẫn là mới 10 triệu, bạn có khi chỉ tiếp cận được khoảng độ 60.000 người thôi. Thì đó là cái sự không ổn định của lượt tiếp cận và lượt hiển thị của Facebook. Nhưng mà cái tỷ lệ chuyển đổi ở trên cái nền tảng này thì anh em biết rồi, nó cũng khá là ổn định, đúng không các bạn? Ví dụ như là anh em thường sẽ đếm được là bao nhiêu tin nhắn là một đơn, hoặc là bao nhiêu số điện thoại là một đơn. Đấy là cái tỷ lệ chuyển đổi khá là ổn định. Còn ví dụ các bạn sử dụng nền tảng TikTok chẳng hạn, ví dụ thế, thì các bạn biết đấy, mình thì ngồi cùng văn phòng với cả ông em Duy Muối, và ông em Duy Muối thì làm TikTok rất là khét, đúng không các bạn? Nói chung là mình mà khoe ông ý kiểu là đấy, hôm nay fanpage đơn vị anh tư vấn được 4 triệu view, là nó chỉ cười khẩy, nó bảo chúc mừng anh, cố lên anh nhé. Chứ thực sự ra là nó triển khai thì hầu như là mỗi một cái đơn vị nó triển khai cho thì một ngày khoảng vài triệu view là chuyện quá bình thường, có cảm thấy chuyện quá bình thường. Tuy nhiên đấy là bởi vì nền tảng TikTok là cái nền tảng có tỷ lệ đề xuất video tốt và dễ có view. Nhưng mà làm sao mà tỷ lệ chuyển đổi của nền tảng TikTok nó cao bằng tỷ lệ chuyển đổi của Facebook được, anh có nhận không? Facebook hiện tại vẫn là một trong những cái nền tảng có tỷ lệ chuyển đổi rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, mình nói như thế. Thế thì tại sao mình không update, mình không sử dụng những cái tư duy của nền tảng khác để mình áp dụng vào trong nền tảng này?